Flamingo Group được biết đến là chủ đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng kiên trì theo đuổi lối kiến trúc xanh suốt hơn 20 năm qua. Kiến trúc xanh là khái niệm mới xuất hiện những năm gần đây, tuy nhiên Flamingo Group đã xây dựng lối kiến trúc này ngay từ những ngày đầu thành lập. Chính nhờ hướng đi khác biệt và sự nhanh nhạy nắm bắt xu thế đã đem lại cho Flamingo Group những thành quả đáng tự hào. Flamingo Group là doanh nghiệp bất động sản duy nhất giành hàng chục giải thưởng uy tín về kiến trúc, cảnh quan trong nước cũng như trên thế giới. Những giải thưởng danh giá tiêu biểu của Flamingo Group bao gồm: Giải thưởng PCI 2019, top 10 nhà đầu tư bất động sản hàng đầu châu Á. Giải thưởng bất động sản quốc tế châu Á Thái Bình Dương IPA 2017 cho các hạng mục bất động sản ấn tượng nhất, phát triển nghỉ dưỡng hàng đầu, kiến trúc nghỉ dưỡng độc đáo nhất, kiến trúc nghỉ dưỡng xuất sắc nhất, kiến trúc cảnh quan đẹp nhất, kiến trúc không gian văn phòng ấn tượng nhất. IPA là giải thưởng danh giá hàng đầu trong việc ghi nhận, khen thưởng các dự án công trình bất động sản trên toàn thế giới. Giải thưởng kiến trúc quốc tế IAA do Bảo tàng Chicago Athenaeum của Mỹ tổ chức, tôn vinh những sáng tạo thành tựu xuất sắc trong kiến trúc đô thị với những công trình kiến trúc mới, kiến trúc cảnh quan, nội thất, quy hoạch đô thị đã và đang thi công trên toàn cầu. Nhà hàng Bamboo Wings tại Flamingo Đại Lải Resort là đại diện duy nhất của kiến trúc Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này. Flamingo Đại Lải, top 10 resort đẹp nhất thế giới, bình chọn bởi tạp chí Design Boom. Tạp chí Design Boom là tạp chí điện tử đầu tiên về lĩnh vực kiến trúc và thiết kế, dành cho những độc giả chuyên ngành và tính chuyên môn cao. Hãy đến và trải nghiệm chất lượng dịch vụ 5 sao, xứng danh các giải thưởng quốc tế danh giá của Flamingo Group.